Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 1 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1311 điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam VTV. Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972, từng giữ các chức vụ Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.